Hello các anh chị em, lại là chúng mình Nhã Nhạc đây. Tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, khán giả đại chúng đã quên mất cách nghe nhạc. Các cháu học sinh đến trường thì toàn bị giáo viên gọi là đầu toàn bánh trưng, mất hết cả kiến thức. Do vậy, trong bầu không khí hân hoan chào mừng năm mới, đội ngũ Nhã Nhạc quyết định sẽ gặp ngay Phương Mỹ Chi cũng như là sẽ review qua chiếc album Vũ Trụ Cỏ Bay đình đám của cô nàng. Điều này vừa giúp các bạn học sinh có thể ôn bài cũ, chuẩn bị cho một năm thi thố nhẹ nhàng không áp lực, vừa lại làm tiền đề để cho đội ngũ tìm cách trả lời cho câu hỏi Phương Mỹ Chi sẽ làm gì sau một album tạo tiếng vang, và quan trọng nhất là làm thế nào để cô bé này thoát được cái mác gọi là gương mặt mới xuất sắc sau 10 năm làm nghề. Vậy nên hôm nay anh em hãy cùng tôi đi từ bên Đông về bên Tây để luận bàn với Phương Mỹ Chi nhá. Phương Mỹ Chi được biết đến phần lớn là từ cuộc thi The Voice Kids được tổ chức vào năm 2013. Một cô bé lúc ấy chỉ mới 10 tuổi nhưng đã có đủ trải nghiệm để thể hiện những bài dân ca đầy tâm sự, nổi bật như kiểu là Quê Em Mùa Nước Lũ, khiến cho khán giả đại chúng thêm phần cảm mến và thích thú với tài năng của cô bé này. Còn một số ít khác thì đặt ra một câu hỏi vô cùng triết học: tại sao Lũ không lo tránh lại còn ngồi hát? Tuy rằng năm đó Phương Mỹ Chi rất thành công, chiếm được cảm tình của nhiều khán giả, thế nhưng cuối cùng kết quả vô địch thì lại là Quang Anh, khiến cho báo đài cũng được một phen dậy sóng. Bù lại thì nhờ vào sự chú ý và tình cảm yêu mến từ chương trình, Phương Mỹ Chi đã trở thành một hiện tượng, được mời đi diễn ở rất nhiều show lớn nhỏ. Với giọng hát trong trẻo cùng với ngoại hình có phần gần gũi, đáng yêu, cô bé đã trở thành một trong những sao nhí được săn đón nhất nhì tại thời điểm đó. Dù rời khỏi cuộc thi với vị trí là Á quân, nhưng nói không ngoa thì cô bé dân ca chính là nghệ sĩ nhí nổi tiếng nhất trong năm 2013. Khán giả khi ấy còn cảm phục Phương Mỹ Chi, bởi vì từ ngày bước ra từ giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi gần như đi chạy show cật lực để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Có thời điểm ca sĩ Quang Lê còn khẳng định rằng Phương Mỹ Chi kín show hàng tháng trời và sở hữu một mức cachet khổng lồ lên tới 9 con số cho mỗi lần đi diễn. Hái ra tiền từ năm 10 tuổi nên chỉ 2 năm sau cô đã kiếm đủ tiền để mua tặng bố mẹ một căn nhà rộng rãi, khang trang hơn ở thành phố Hồ Chí Minh, điều mà 25 năm rồi tôi vẫn chưa làm được. Tuy nhiên đó cũng không phải điều duy nhất mà tôi chưa làm được. Từ năm 19 tuổi, Phương Mỹ Chi đã mở một công ty giải trí mang tên là PMC Entertainment và đảm nhiệm vị trí CEO. Cô bé được đánh giá rất cao vì có thể tự mình vận hành mọi thứ cực kỳ trơn tru trong 2 năm vừa qua. Cụ thể là ngoài việc chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, thì năm vừa rồi, Phương Mỹ Chi còn sản xuất một album được đánh giá rất cao bởi khán giả lẫn giới chuyên môn. Bằng chứng là album này có một lượng view cực lớn cùng với một loạt giải thưởng mà Phương Mỹ Chi lần lượt nhận về. Chưa kể đa số các nhãn hàng lớn Tết năm qua đều đến với Phương Mỹ Chi để chọn mặt gửi vàng cho chiến dịch Tết của mình. Đó là thành quả của một hành trình 10 năm xây dựng hình ảnh cùng với cá tính thân thiện, gần gũi. Giờ đây, Phương Mỹ Chi gần như là đại diện cho tính tích cực, năng động cùng với sự cởi mở, ham học hỏi về văn hóa của dân tộc. Nhiều trường học cũng dần đưa âm nhạc của Phương Mỹ Chi vào trong việc hỗ trợ giảng dạy hoặc là các hoạt động ngoại khóa. Lý do được cho là những bài hát của Phương Mỹ Chi rất phù hợp cho những trải nghiệm vừa học kiến thức, vừa kết hợp thực hành vào cuộc sống của học sinh sinh viên. Tất cả đã cho thấy tài năng của Phương Mỹ Chi cả về mảng ca hát lẫn phát triển thương hiệu cá nhân. Vì thế nên chúng ta sẽ đến với câu hỏi quan trọng, đó là vậy sau 10 năm đó, khán giả có thể tiếp tục mong chờ gì ở Phương Mỹ Chi? Đầu tiên thì chúng ta cứ phải nói về album Vũ Trụ Cỏ Bay trước đã. Trong album đầu tay, Phương Mỹ Chi đã chứng minh luôn cho khán giả thấy rằng khả năng ca hát, giọng hát được tôi luyện qua 10 năm và được sản xuất một cách kỹ lưỡng sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng cao như thế nào. Từ hai single đầu tay lần lượt là Vũ Trụ Có Anh đến Đẩy Xe Bò, Phương Mỹ Chi đã dần lột xác với một hình ảnh mới, tươi tắn, độc lập và giàu năng lượng hơn. Em dù bên Đông hay là bên Tây, mình cảm thấy cái giai điệu nó rất là liền mạch, sẽ có cái nét tương đồng với ca trù. Thì đó cũng là lý do mà các anh đi tác muốn bỏ cái chất liệu đó vào. Sự tích cực này là điều khiến cho âm nhạc của Phương Mỹ Chi chạm được đến đa số khán giả của thế hệ Gen Z, bởi vì màu sắc âm nhạc của cô bé vẫn là lấy cốt lõi từ âm hưởng cùng với cả văn hóa dân gian, rồi sau đó là kết hợp thêm yếu tố đương đại với những góc nhìn phá cách, tếu táo pha chút hồn nhiên của một lứa tuổi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Tất cả đã tạo ra một trải nghiệm vừa tinh nghịch, vừa hồn nhiên, lại vừa gần gũi và vui vẻ. Nó giống y hệt với những gì mà nhóm Hỏa Lò đã làm được với bộ môn lịch sử tưởng chừng là khô khan. Có thể nói nôm na là nữ quyền, nhưng mà nó cũng không to lớn đến mức như vậy. Nó chỉ dừng lại ở việc là cổ vũ những cái người con gái để tự do trong việc mà đi tìm hạnh phúc của mình. Cái câu tắm này thì các bạn có thể quan sát là cổ đi qua tất cả cái vũ trụ luôn mà không cần ai giúp hết, vẫn có thể đi đến gặp hoàng tử của mình. Đó, thì nó cái thông điệp của nó là như vậy. Việc thổi hồn vào những tác phẩm văn học tưởng chừng như đã cũ và tạo hẳn ra một vũ trụ mới để dễ tiếp thu hơn chính là điểm mạnh mà Phương Mỹ Chi và đội ngũ đã chủ động khai thác trong suốt một năm vừa qua, phù hợp với mong muốn truyền tải những giá trị văn học đến khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ thế hệ Gen Z trong chính phát biểu của cô nàng này. Nhiều khán giả đã so sánh Phương Mỹ Chi với đàn chị Hoàng Thúy Linh, thế nhưng điểm khác biệt lại nằm ở chỗ Chi sử dụng những đặc sắc trong âm nhạc dân tộc như là chèo, tuồng, cải lương để làm bệ đỡ, sản xuất những ca khúc mang màu sắc tươi mới và gần gũi.
Điều này thì hoàn toàn ngược lại với việc pop hóa các âm thanh nhạc cụ dân tộc của chị Hoàng Thúy Linh. Và để có được điều này thì đó chính là nỗ lực học hỏi suốt trong 10 năm dưới sự hướng dẫn tận tình của các cô, các chú và cả những nghệ sĩ gạo cội của thế hệ đi trước nữa. Vậy nên cũng không ngoa nếu như chúng ta nói rằng Phương Mỹ Chi chính là một nét gạch nối cần thiết giữa hai hoặc thậm chí là ba thế hệ âm nhạc đại chúng Việt Nam. Chưa kể là ngoài những màu sắc dân gian truyền thống trong văn học, cô nàng còn đang dần thay đổi về phong cách thời trang và ăn mặc. Mỗi lần xuất hiện thì khán giả lại được thấy một Phương Mỹ Chi nỗ lực hơn, rực rỡ hơn, tươi tắn và cũng chỉn chu hơn. Điều này thì càng khiến cho fan hâm mộ của cô nàng cảm thấy yêu thương lẫn khâm phục nỗ lực của Phương Mỹ Chi. Bởi vì nói đi cũng phải nói lại, ai mà chả thích nhìn người mình hâm mộ tốt hơn từng ngày đúng không ạ? Đấy là còn chưa kể trong mỗi lần xuất hiện thì Phương Mỹ Chi luôn chủ động cởi mở, thân thiện và chia sẻ rất nhiều tâm sự với fan hâm mộ. Điều này thì càng khiến cho mức độ cảm tình của khán giả dành cho cô bé càng tăng nhanh. Chưa kể, giữa một nền âm nhạc đang chịu ảnh hưởng lớn từ US UK hoặc là K-pop thì có một Phương Mỹ Chi sẵn sàng dùng chất liệu của cha ông đi trước mang vào sản phẩm của mình. Bởi vậy chúng ta có thể nói rằng 2023 chính là năm bản lề trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi, khi nó vừa giúp cho cô bé có bước chuyển lớn lao của sự nghiệp, vừa giúp cho thay đổi toàn bộ hình ảnh và bộ nhận diện của Phương Mỹ Chi đến với công chúng. Điều này sẽ khiến cho cô nàng không bị bỏ lại phía sau bởi những nghệ sĩ trẻ trong cùng thế hệ của mình, mà bên cạnh đó lại còn tìm được cả mảnh đất màu mỡ đặc biệt để phát triển tài năng của bản thân nữa. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, những ý kiến cho rằng album đầu tay của Phương Mỹ Chi còn nhiều hạn chế thì cũng có phần đúng. Đầu tiên, rõ ràng nhất đó chính là album không có một chỉnh thể thống nhất, bởi vì theo mạch của album thì sẽ thấy nó khá là lộn xộn. Điều này sẽ khiến cho trải nghiệm nghe của khán giả thỉnh thoảng sẽ bị kiểu đang vui thì đứt dây đàn. Một phần là do những album trước đó của Mono, MCK hay là Tờ Linh, họ đã làm rất tốt trong khâu xây dựng concept, làm cho khán giả có những mong đợi ban đầu khá giống nhau. Kiểu như đã là album thì phải chỉnh thể thống nhất, có mạch rõ ràng, chủ đề phải được làm nổi bật, vân vân và mây mây. Chứ còn không thể lấy chủ đề là văn học dân gian, rồi sau đó kết hợp nhạc pop với tiết tấu dân ca được làm mới, rồi làm 10 bài nhạc không liên quan gì đến nhau được. Ý kiến thứ hai nằm ở việc, có vẻ như năm vừa qua, D-Tap đã có quá nhiều dự án được ra mắt, khiến cho khán giả đại chúng phần nào đã bắt bài được đội ngũ này rồi. Chính bởi vì thế nên là âm nhạc của họ không còn giữ được bất ngờ như những gì họ đã từng làm nữa. Ví dụ như ở các bài có giai điệu sôi động như kiểu là Đẩy Xe Bò hay là Vũ Trụ Có Ảnh thì sẽ luôn là có một đoạn hát phô diễn vocal của ca sĩ, rồi sau đó họ sẽ xây dựng một cái cao trào hướng đến một đoạn drop thật là bắt tai, giàu năng lượng, phù hợp để nhảy múa hoặc là tạo trend trên TikTok. Còn ở những bài nhạc giàu tâm sự hoặc là buồn hơn một chút thì D-Tap sẽ chủ động xây dựng một hệ thống âm thanh vẽ ra một không gian hư hư thực thực, tiết tấu thì nhẹ nhàng, giọng hát của Phương Mỹ Chi sẽ được điều chỉnh sao cho phô diễn được những nốt cao cần thiết, vừa có một chút bay bổng lại nghe cho nó cổ tích. Điều này dễ thấy nhất trong bài là Người Con Gái Nằm Nghe Biển Hát và Hai Đứa Trẻ. Thực tế thì điều này sẽ là một điểm cộng rất lớn bởi vì D-Tap là một nhóm producer hiếm hoi, chú ý đến từng cái tiểu tiết nhỏ và chủ động hoàn hảo không gian âm thanh của mỗi bài nhạc. Tuy nhiên do họ phải xuất hiện quá nhiều trong năm 2023, vậy nên khả năng sáng tạo của họ cũng đã có phần bị hạn chế. Kiểu như các sản phẩm trước đó làm với Đông Nhi này, hay là Dương Hoàng Yến, hay là những sản phẩm quảng cáo cho năm 2023, tất cả đều có những kết cấu và xây dựng giống đến gần 70% những sản phẩm trong album thương hiệu của Phương Mỹ Chi. Rõ ràng cái điều đó đã làm mất đi phần nào yếu tố bất ngờ trong album Vũ Trụ Có Bay rồi còn đâu. Chưa kể thì sau Vũ Trụ Có Bay, các dự án lớn trong show Chị Đẹp, D-Tap tuy có nhiều thay đổi nhưng mà phong cách sáng tạo mang tính signature của đội ngũ này thì Nguyễn Y Vân. Vẫn là những giai điệu điện tử kết hợp đa thể loại, vẫn là những màn chơi chữ trong lyric sắc sảo cùng với cấu trúc bài theo hai hướng kể trên. Điều này lại càng khiến cho một bộ phận khán giả cảm thấy là các chàng trai này hơi một màu. Vậy nên là mặc dù những sản phẩm D-Tap tạo ra vẫn có chất lượng ở top đầu so với mặt bằng chung, thế nhưng mà yếu tố khiến cho khán giả hứng thú thì nay đã phai nhạt dần rồi. Điều này thì cũng giống như việc các set đi xem phim Marvel ấy, đến lúc bắt được bài của phim rồi thì sẽ thấy rằng các phim sau sẽ lúc nào cũng chán hơn các phim trước, mặc dù chất lượng sản xuất có thể là vẫn cao. Từ đó thì tôi hy vọng rằng năm nay D-Tap sẽ không phải chạy sâu quá nhiều nữa và tập trung để làm sắc lẹm quy trình sáng tạo của nhóm. Chứ thực tế thì thị trường đang rất thèm khát những bài nhạc siêu viral như kiểu là Để Mị Nói Cho Mà Nghe hay là Si Tình rồi đây này. Một điều khác nữa đó chính là giọng hát cùng với cách xử lý của Phương Mỹ Chi rõ ràng là rất phù hợp với những gì mà D-Tap tạo ra. Từng đoạn chuyển beat kết hợp với cả thay đổi cao độ luôn làm cho khán giả thích thú. Dễ thấy nhất là ở trong những video live stage được đăng tải trên kênh cá nhân của nữ ca sĩ. Thực sự là tôi mới xem qua màn ảnh nhỏ thôi đã có cảm giác rằng nếu mà được đi xem Phương Mỹ Chi trực tiếp có thể coi là vua của mọi loại trải nghiệm luôn. Đùa chút vậy thôi. Thực ra nhìn vào thị trường âm nhạc toàn cầu trong năm 2023 thì các chuyên gia đã nhận định rằng thời kỳ của các nữ rapper chiếm sóng các siêu sao nhạc pop đã dần đi đến hồi kết.
Và năm 2024 rất có thể sẽ là năm trở lại của những pop star đình đám, chẳng hạn như kiểu là Taylor Swift với Beyoncé đều đang rục rịch chuẩn bị ra mắt album mới theo hơi hướng nhạc nhà quê, giống như page Internet Explorer Beta đang đưa tin. Năm 2023, các công chúa mới của dòng nhạc này như là Olivia Rodrigo hay là Sabrina Carpenter cũng đã có những hoạt động năng nổ. Chưa kể, đó còn là năm đại thành công của Taylor Swift với cả The Eras Tour, tạo ra một case study thú vị để các công ty tìm ra hướng đi mới, phát triển sự nghiệp cho các pop star của mình. Ví dụ lớn nhất dạo gần đây đó chính là câu chuyện của Olivia Rodrigo cùng với cả chuỗi tour mang tên là Gust, lấy cảm hứng từ phòng thu thứ hai của nữ ca sĩ, hiện vẫn đang làm vua làm chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới, với doanh thu ước tính sẽ là hệ thống world tour có giá trị cao nhất được làm bởi một nghệ sĩ mới debut từ năm 2020. Thành tích này vượt mặt cả những nữ nghệ sĩ hàng đầu hiện tại như kiểu là Doja Cat, I Spy. Thế mới thấy rằng thị trường nhạc pop đang có những dấu hiệu bùng nổ đến như thế nào. Ở châu Á thì những nữ nghệ sĩ như kiểu là Lexi Liu, IU cũng đang dần trở lại đường đua với một vài sản phẩm mang con số ấn tượng. Điều này khiến cho nhiều chuyên gia có nhận định về một năm nhạc pop sẽ bùng nổ trở lại sau gần một nửa thập kỷ dòng nhạc hip hop thống trị toàn cầu. Điều này thì vô hình chung sẽ tạo ra những tác động cần thiết đến với Phương Mỹ Chi và đội ngũ của mình. Cá nhân Nhã Nhạc thì cảm thấy rằng Phương Mỹ Chi là một nghệ sĩ Việt Nam phù hợp với cả mô hình phát triển nghệ sĩ của các công ty âm nhạc kiểu cũ tại USUK. Cụ thể thì họ sẽ tập trung làm ra một album, rồi dành từ 1 đến 2 năm tiếp theo để đi biểu diễn tại các show âm nhạc lớn nhỏ, xuất hiện tại nhiều chương trình thực tế, và rồi sau đó lại sản xuất một album mới và xoay vòng công thức ấy cho đến khi giã từ sự nghiệp, hoặc là chán. Đó chính là cách giúp cho Taylor Swift trở thành tỷ phú đô la đầu tiên chỉ nhờ việc làm nhạc, và cũng là công thức thành công của rất nhiều siêu sao nhạc pop khác. Công thức này giúp cho danh tiếng và độ đại chúng của nghệ sĩ được giữ tối đa mà không cần tạo ra drama hay là scandal gì để báo giới xâu xé cả. Và đó cũng là lý do cô đang được fan của mình gọi là robot hát số 1 nước Mỹ. Chưa kể là hình ảnh của Phương Mỹ Chi giờ đang rất là quốc dân rồi. Chỉ cần tiếp tục làm đẹp và tối ưu hóa cái khả năng trình diễn của cô nàng thôi, thì cá nhân Nhã Nhạc nghĩ rằng Phương Mỹ Chi chắc chắn sẽ tiến rất xa trong những năm sắp tới. Nghĩ đến cái cảnh mà năm mới Phương Mỹ Chi công bố hệ thống tour trải dài từ Nam Kỳ lục tỉnh, rồi ra Hà Nội làm trước Super Show hoặc tham gia vào một vài lễ hội âm nhạc thì đúng gọi là hết nước chấm luôn. Bởi vì sự sáng tạo trong từng sản phẩm cùng với năng lượng tươi trẻ của Phương Mỹ Chi, đó chính là điểm mạnh mà bất kỳ một khán giả nào cũng có thể nhận ra. Cùng với đó là 2-3 năm sau dịch, khi mà các quốc gia châu Á đẩy mạnh du lịch quảng bá văn hóa để tìm cách hồi phục cho nền kinh tế, thì các trải nghiệm âm nhạc có yếu tố văn hóa cao thường nhận được sự đầu tư và chú ý rất lớn trên toàn thế giới. Câu chuyện gần đây nhất là cách mà nam rapper Vanda cùng với bản hit của mình đã khiến cho cả thế giới phải thay đổi góc nhìn về âm nhạc Khmer. Và ví dụ gần hơn nữa là bài nhạc rap mang âm hưởng miền Tây Nam Bộ của TBCon tung hoành suốt 3 tháng đầu năm trên mọi nền tảng mạng xã hội của thế giới, khiến cho fan quốc tế đổ xô đi tìm nhạc Việt để nghe. Tất cả sẽ là tiền đề cực tốt để cho Phương Mỹ Chi nói riêng và những nghệ sĩ Việt có trải nghiệm thực tế với văn hóa Việt có cơ hội vươn mình trong năm 2024. Nhưng mà có lẽ Phương Mỹ Chi cũng nên ghi chép một chút từ những bạn bè đồng trang lứa như kiểu là Mono, The Link, Brand Evans hay thậm chí là cả Ryder. Bởi vì thực tế thì các nghệ sĩ Gen Z hiện tại đang tạo ra những cuộc cạnh tranh vô cùng lành mạnh trên thị trường. Họ xuất hiện với nhiều concept dị nhưng không ố rề, màu mè nhưng không bị da rẻ quá. Từ đó phát triển hệ thống hình ảnh, cốt truyện và đảm bảo chất lượng âm nhạc cùng lúc với mạch tiếp nhận của khán giả. Điều đó sẽ khiến cho công chúng không cảm thấy khó hiểu mà thay vào đó là luôn chấp nhận những bản thể mới, những thay đổi mới trong hành trình âm nhạc của họ. Cùng với đó là sự sáng tạo vượt trội trong tư duy của đội ngũ sản xuất như kiểu D-Tap chắc chắn sẽ là lợi thế rất lớn mà Phương Mỹ Chi đang sở hữu. Chỉ cần khai thác những yếu tố dân gian Việt Nam theo hướng bắt trend, thông minh và sắc sảo, khéo léo hơn một chút thì chả mấy mà xây dựng được một hình ảnh Phương Mỹ Chi tài năng, xinh đẹp, có chút cá tính nghịch ngợm như kiểu là một cô bạn hàng xóm cạnh nhà ấy. Mà con gái như thế thì ai chả thích. Chắc chắn với công thức như vậy thì sản phẩm nào ra mắt cũng sẽ được đón nhận và được chia sẻ bởi công chúng. Chưa hết, rõ ràng những nhạc sĩ sáng tác cho Phương Mỹ Chi cũng toàn là những hitmaker chính hiệu đã được thử lửa bởi không chỉ công chúng Việt Nam mà còn là khán giả của toàn thế giới. Vậy nên nói gì thì nói, theo quan điểm của tôi, mục tiêu trở thành nữ ca sĩ nhạc pop quốc dân của Phương Mỹ Chi là hoàn toàn có cơ sở. Quan trọng là cô nàng sẽ phát triển theo hướng nào và được định hướng ra sao. Chính vì thế nên chúng tôi rất hy vọng cho năm 2024, Phương Mỹ Chi vẫn sẽ hoạt động tích cực và tìm ra một con đường phát triển tốt nhất. Biết đâu trong một lần ra Hà Nội bôn ba nào đó, Phương Mỹ Chi có thể cùng chúng tôi làm một số nhã hưng đến chơi. Đến đây thì số nhã ý lần này cũng đã hết rồi. Thời gian tới bọn tôi sẽ chăm chỉ ra clip hơn nên là anh em đừng đi đâu nha. Nếu thấy clip này hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho các kênh thuộc hệ thống như là Liếc hay là Nhã Nhạc nha. Đảm bảo là nếu content không hay thì chặt thẳng tay cái thằng viết. Ok chưa? Một lần nữa thì tôi là Nanh Xá. Chúc các sếp một năm mới xanh lá.